Về quê ăn Tết. Anh Luân ơi, làm gì mà gọi không thưa thế nhỉ? Anh làm gì mà em gọi mãi? Anh đang định lựa mấy cái áo sơ mi cho mấy ông anh ở quê, cuối tuần có giỗ mang về luôn. Ở quê quanh năm đồng ruộng, ai mặc áo sơ mi mà anh cho? Mua bánh kẹo là được mà. Bánh kẹo ăn một lúc là hết, chứ quần áo đồ đạc thì còn dùng mãi. Toàn đồ cũ mà ai cũng quý. Lần nào về quê, anh cũng túi lớn túi bé, lại chả quý. Em đừng nghĩ thế, người ở quê quý cái tình là chính, chứ giàu nghèo gì vài cái quần cái áo chứ. Thì đồ nhà mình toàn đồ tốt, rất biết giữ gìn, có cũ cũng vẫn còn xịn chán, ai chẳng thích. Về thôi, nhà mong lắm rồi. Con chào mẹ. Hai vợ chồng về sớm thế à? Sao lần nào về cũng mua bán tốn kém thế làm gì? Mẹ ở nhà có thiếu gì đâu. Con đã bảo rồi, mà nhà con cứ cố nhét thêm vào đấy ạ. À, con nghỉ đi nha, mẹ ra vườn một lát. Dạ. Em à, mình sang nhà bác cả chơi đi. Đi mấy chục cây số em đang mệt muốn xỉu đây. Anh đi một mình đi, hai vợ chồng sang chơi mới tình cảm chứ. Mình anh đi thì nói làm gì. Kệ anh, em ở nhà nghỉ, không đi đâu hết. Nào hai đứa, ra xem ngần này rau đã đủ chưa. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi không nắng. Rau con vào siêu thị mua cũng sẵn mà. Đã chắc sạch bằng rau của mẹ chưa? Con đi thịt gà đi, lát mẹ hầm sen cho con dâu tẩm bổ. Sao lúc nào mẹ cũng sai con thế? Con sắp làm ba rồi, con tị nạnh với nó à? Sao mẹ biết ạ? Đẻ ra 8 anh em chúng bay mà còn không biết thì ai biết. Thôi, tôi đi nhặt ít trứng cho cháu tôi hồng hào. Nhất em nha. Vợ chồng thằng cháu đích tôn đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Đây, nghe tin vợ chồng chúng bay về, bác đi lùng cả làng được con cá chép ngon tuyệt vời đây. Cho cháu xin, con này trên thành phố, muốn mua cũng không có mà mua. Cho cháu dầu, chứ cho mày đau lưng. Dạ, cháu xin bác ạ, bác chu đáo quá. Cố mà tẩm bổ cho vợ. Đấy, bà cháu phù hộ nên mới lấy được dâu hiền đấy bác ạ. À, thằng tuổi vào đây. Chú thím, cháu chào chú thím ạ. Chào thế chứ có nhớ tên chú thím không đấy? Cứ về nhà liên tục là nhớ hết cháu ạ. Hai cháu nó cũng bận rộn, các bác các chú thông cảm. Có gì đâu chị, các cháu về chơi là quý rồi. Có ít trứng với chuối nhà cho hai vợ chồng đây. Dạ, vợ chồng cháu xin chú. Anh chị bao giờ có em bé thì em về chơi, để tuẩn dẫn em đi thả diều nha. Thôi, vào nhà uống nước cho mát, đứng hết cả đây thế này. Anh à, các bác chú thím sang cho mình bao nhiêu là quà, hỏi han quan tâm làm em cảm động quá. Họ hàng ở quê ai cũng thế em ạ. À, cây nhà lá vườn thôi, cái gì ngon nhất quý nhất cũng để phần lũ con cháu xa quê. Thế mà em cứ hay cằn nhằn anh, chỉ vì vài món đồ nho nhỏ, em tệ thật có phải không? Về quê dễ chịu thật đấy, mình vào đi. Em cảm ơn chồng nhiều lắm, cảm ơn anh đã cho em gia đình thứ hai. Mát mặt. Lâu quá ba anh em ta mới được ngồi hàn huyên với nhau thế này. Ừ, hôm nay mụ vợ tôi sang làng bên ăn cưới, mình cũng phải thoải mái một tí chứ. Thế à, tôi hôm nay cũng được tự do, mụ ta linh tỉnh chắc phải đến chiều mới về được. Làm gì mà hai anh sợ vợ đến thế chứ? Tôi đây muốn làm gì thì làm, vớ vẩn là tôi quát cho im ra. Thế thì mới xứng danh là anh hai của tụi này chứ. Trước khi ra đây, tôi đã lệnh là cô ở nhà nấu nồi cám cho lợn, nắng lên thì phơi thóc, rồi xem có cái gì vướng mắc thì tự biết mà làm. Đừng có để lúc tôi về mà thấy khó chịu là không xong với tôi đâu đấy. Anh sướng thật,
chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới được như anh. Chứ còn như mụ vợ sư tử Hà Đông nhà tôi hả? Nếu được, tôi chỉ muốn gì mà không nói được thế? Tự nhiên lại đau bụng quá. Thì ra mụ vợ anh ta đằng kia sắp qua quán này đây mà hình như tôi sao anh ta nói bà vợ đang cưới kia mà sao về sớm vậy? Nào ai mà biết được chứ. Tôi cũng phải về luôn đây, để hôm khác uống tiếp nha. Đang uống rượu lại chạy đi đâu thế? Làm gì mà nhìn thấy vợ mà cứ như là nhìn thấy cọp vậy? May quá, mụ ấy vẫn còn đang ngủ. Đi đâu về mà lén lén lút lút thế hả? Ông lại lén ra ngoài đi uống rượu phải không? Thủ chè gì, tôi tranh thủ lúc bu nó ngã lưng chạy sang nhà mấy ông bạn, mời họ mai qua nhà ta ăn dỗ đi chứ. Mùi rượu sực cả lên mà ông còn cãi cái gì chứ? Ông vừa vừa thôi nhé, ông lại muốn tôi làm tanh bành lên phải không? Thôi mà bu nó, tôi biết rồi, làm gì mà bu nó nóng tính thế. Phải nói có người vợ như bu nó, tôi thật hãnh diện, đẹp người đẹp hết, lại còn đảm đang nữa chứ. Thôi đi ông, chỉ được cái khéo nịnh à. Mà bu nó này, có việc này tôi muốn nhờ bu nó. Có việc gì mà cứ ấp a ấp úng thế, nói mau đi xem nào. Bu nó này, mai nhà mình có việc mời khách, bu nó hãy nể mặt tôi, cho tôi mát mặt một bữa. Sao, chả nhẽ tôi tần tảo như thế, nhà cửa khang trang thế này mà ông vẫn chưa mát mặt hay sao hả? Không, điều đó thì tôi biết ơn bu nó lắm rồi. Nhưng mà ngày mai khi có khách, mình cho tôi được phép ra oai một tí nha. Hả? Oai cái gì mới được chứ? Mình cứ nghe tôi nói hết đã. Tôi có cái lý của tôi. Không có người ta lại bảo đàn bà ở cái nhà này dấn ác chồng thì xấu mặt tôi quá. Thiên hạ người ta chẳng nói xấu chàng hổ ai đấy là gì. Ngày mai tôi có nói cái gì thì bu nó cứ rầm rắp mà làm được không? Thôi được rồi, nhưng nhớ chỉ lần này thôi đấy nhé. Dạ, mời các bác cùng nhà em dùng bữa ạ. Các anh cứ tự nhiên nha. Bu nó đâu? Dạ. Đem cái dạ lên đây. Mình gọi gì tôi đấy? Dạ vâng, gì ở dưới bếp ấy hả? Đứng đây xem các bác cần gì nè. Dạ, thưa vâng. Thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Canh sao mặn thế nhỉ? Thế này khách ăn làm sao đây? Kìa, không sao đâu anh ạ. Chúng tôi ăn thấy vừa miệng rồi. Ôi trời ơi, thịt gà sao lại chặt to thế kia? Cá rán gì mà non choẹt choẹt thế? Vụng đến thế là cùng. Nói bao nhiêu lần cũng không chịu để vào đầu. Đi rán lại đĩa cá đi. Tại sáng nay vội quá, thành ra tôi... Các bác thông cảm cho, em rán lại xong ngay đây ạ. Số tôi nó khổ thế đấy các anh ạ. Cứ xuển ra một tí là không hết. Thôi, các anh thông cảm, cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà nha. Thế là nhất anh rồi, tôi phục anh thật đấy. Nhà phải gia giáo, có trên có dưới thế chứ. Giá vợ tôi cũng được một phần như vợ của anh, thì chẳng còn gì mà nói. Đâu rồi, cá rán xong chưa? Vâng, xong rồi đây ạ. Này nha, đây đã dặn bao nhiêu lần rồi, nước mắm, tại sao lại không hâm lên hả? Nước mắm hâm á? Phải, hâm nó mới dậy mùi chứ. Này nhá, hết sức chịu đựng nổi rồi. Muốn mát mặt á thì phải biết vừa vừa phải thôi, đây còn nghe được. Cứ ngồi im ngoan ngoãn như mọi khi thì nó còn thơm. Ra vẻ ra oai như thế thì chỉ có mà khấm lên thôi. Cứ tưởng anh ta thế nào, hóa ra còn khấm hơn cả mình. Người bạn của muôn thú. Lại một cái bẫy hố. May mà rơi xuống sát mép hố,
nên mình không dẫm phải trông. Cái gì thế này? Lại có người phá bẫy của chúng ta. Dấu vết còn mới thế này, chắc chắn nó vẫn ở quanh đây thôi. Đi tìm nó, nhanh lên. À, A Báo, tao biết ngay là mày mà. Chỉ có kẻ khác người hay vào rừng nói chuyện với lũ chim thú như mày mới làm ra cái trò này. Đưa nó về nhà Lan, cho nó một trận, rồi tống cổ vào hầm tối kia. Lần này thì hết đường vào rừng nhé nhóc con. Thằng Báo, sao mi lại đi phá hỏng bữa ăn của người ta? Thưa quan Lan, con chỉ không muốn người ta tận diệt muôn thú thôi ạ. Tận diệt muôn thú? Thế nếu ta đi săn, người có dám cản không? Thưa quan Lan, tất cả những ai tàn phá núi rừng, sông hồ vô lối đều là kẻ thù của thiên nhiên cả. Dù con không ngăn cản họ, thì ắt họ cũng sẽ bị trừng phạt thôi. À, thằng này láo, bay đâu, mang nó ra ngoài kia, đánh cho 20 gậy, rồi tống vào hầm tối cho ta. Mỗi ngày chỉ cho ăn một bát cháo hoa, cho nó biết thế nào là trừng phạt. Các ngươi nghe đây, từ hôm nay, mọi người tha hồ săn bắt. Ai săn được thứ gì quý hiếm dâng cho ta, ta sẽ có trọng thưởng. Có trọng thưởng ư? Bắt thú thì có gì khó, trong rừng, dưới sông thiếu gì, lại được trọng thưởng nữa. Phải đấy, nhanh đi săn thôi. Con hươu này bé quá, cho 3 đồng bạc. Ơ, con sóc này chết rồi à? Thế thì 1 đồng bạc thôi. Lợn rừng à? Được đấy, nhưng mà còi quá. Thôi, 2 đồng bạc. Cái gì đây? Cá chép à? Cá chép mà cũng là thứ quý hiếm sao? Không tính, không được tiền. Ngày mai, nhớ là phải mang những thứ thật quý hiếm thì mới được tiền nhiều, rõ chưa? Cái bọn chê tiện hay sao mà càng ngày càng ít đứa mang thú đến. Ông đang thèm bát cháo cá chép mà cũng không có mà ăn. Dạo này chẳng bắt được con gì, chán quá. Làm gì còn nữa mà bắt, càng ngày càng hiếm. Lão quan Lang nói là sẽ thưởng hậu hĩnh, thế mà cho được có 2 đồng bạc, lại còn ăn quỵt nữa chứ. Thật đúng là vừa tham lam vừa keo kiệt. Trời ơi, lúa nhà tôi sao lại chết hết thế này? Năm nay lại đói ăn mất thôi. Tất cả là tại quan Lang tham lam, buồng xỉn, xui chúng ta vào rừng bắt thú rồi bỏ bê đồng án. Thằng Báo nói đúng, phải về cứu nó ra, không thể tin nhà Lang kia được. Đúng rồi, đi thôi. Cho chúng ta xin lỗi cháu nhé. Cháu nói đúng, nếu tận diệt tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Đi thôi cháu, chúng ta lên ngàn, khai hoang một bản mới. Kệ nhà Lang sống một mình ở đây, cho chết khô với những thứ mà hắn đã gây ra. Đúng rồi đấy. Bỏ ta đi ư? Đúng là lũ ngu. Chỉ cần tiền này, ta ở đâu mà chẳng sống được. Hả? Bò rừng? Con bò mình bắn hôm nọ đây mà. Nó à, à. Cứu, cứu ta với. Cứu ta với. Cứu ta với. Phúc đấy, họa đấy. Chú Chính ở nhà đó hả? Ồ, bác Năm đấy à? Ừ, tôi vừa thăm đồng về này. Thấy lúa nhà chú chín cả rồi đấy. Tranh thủ mấy ngày nắng đẹp thế này, gặt sớm mà phơi cho xong đi chú ạ. Vâng, em cũng tính mai gặt nên hôm nay dọn lại bờ bụi, sân vườn lấy chỗ phơi đây. Thế nhà bác đã gặt chưa? Mai tôi cũng gặt. Thôi chào chú nhé, tôi về chuẩn bị đây. Vâng, chào bác. Ngày hôm nay nắng rõ đẹp, chắc chỗ cỏ dại ở bờ dậu cũng khô hết rồi. Hả? Cái gì động đậy thế kia? Hình như là... À ha, mình đoán cấm có sai.
đúng là một con cu gáy, cái tiếng lít tít không lẫn vào đâu được. Chà, chim mùa gặt có khác, béo tốt chứ kìa. Cây giống này thấy cỏ khô là xà xuống ẩn đây mà, tự dưng được bữa tối rõ ngon miệng. Chà chà, để xem thịt chim cu mùa gặt nó ngon thế nào nào. Ôi chào, thơm ngon đã đời làm sao. Nước sáo cũng vậy, ngọt như rớt đường. Đời chẳng mấy khi có được của ngon, món lạ thế này. Số mình đúng là có phúc hưởng lộc trời. Mùa này chim đang kéo về nhiều. À, phải rồi. Mình cứ để đống cỏ ở đấy, rồi rắc thêm ít thức ăn. Nhà mình gần đồng, nên kiểu gì bọn chim cũng mò đến cho mà xem. Phải tranh thủ mà kiếm của trời cho trước đã. Chính hôm nay vẫn chưa gặt à? Nắng đang đẹp thế này mà sao không tranh thủ gặt hái, phơi phong sớm đi. Làm gì từ qua đến giờ mà sân vườn vẫn còn bừa bộn thế? Vâng, em đang bận vài việc nên chưa gặt ngay được bác ạ. Có việc gì thế? À, mấy việc linh tinh thôi mà. Hừ, chú Thu xếp mà gặt cho nhanh, chứ trời mà mưa một cái thì khổ đấy. Em tính rồi, đang nắng đẹp thế này thì còn lâu mới mưa được. Tùy chú, chứ tôi phải lo gặt ngay đây. Cứ người qua người lại liên tục thế này thì chim nào dám vào nữa. Có lẽ phải chờ đêm xuống yên tĩnh nó mới xuống. Có tiếng lít tít rồi, lại có chim ăn để chén. Hả? Ôi, trời ơi, cứu tôi với, rắn cắn, cứu. Chú Chính. May quá, chú tỉnh rồi. Trời ơi, mưa à. Suýt nữa là chú đi theo ông bà tổ tiên rồi đấy. Tự dưng để đống cỏ sùm đầy sân làm gì cho rắn nó vào, rồi thành ra thế này đây. Em để đặt bẫy chim. Hôm trước em bắt được một con ở đấy. Em cứ tưởng lại là chim nữa. Chú này thật là, ở đời họa phúc khó lường, trời cho gì thì hưởng lấy, chứ làm sao biết trước được mà chờ đợi. Nếu chú cứ dọn dẹp sân vườn rồi gặt lúa như tôi thì có phải giờ lúa đã về kho, chẳng dính mưa úng hết, người cũng chẳng bị thương đến suýt mất mạng thế này rồi không? Vâng, em đúng thật là... Làm từ thiện. Một, hai, ba. Sao tiền chi tiêu tháng này lại hụt mất 2 đồng nhỉ? Bà nó đâu? Mang sổ sách chi tiêu ra đây xem nào. Có chuyện gì vậy ông? Sao tiền tiêu trong nhà lại tăng thêm 2 đồng so với tháng trước? À, hôm trước đi chợ, tôi sắm mấy mét lụa để may quần áo mới cho bọn trẻ. Cũng sắp Tết đến nơi rồi. Hả? Cái gì? Mua gì mua lắm thế? Quần áo chúng nó đầy ra đấy còn sắm thêm làm gì? Nhưng ngắn hết rồi. Chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mà cả năm nay mới có một bộ mới mà. Ba ơi, cho con tiện mua bút và nghiên mực mới, của con hết lâu rồi. À, bên thầy đồ sáng nhắc tiền học phí ạ. À, lại tiền? Nó không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Nhưng con... Tao đang đau đầu, lúc khác. Giờ bảo thằng Tí dọn cơm đi. Vâng ạ. Đúng là vợ với con không được cái tích sự gì. Hả? Trời ơi, của một đống thế kia, tháng này trừ vào tiền công. Bẩm ông, tiền công mấy tháng trước ông cho con xin luôn,
Rồi ông muốn trừ thế nào thì trừ ạ. Mày còn định mặc cả với ông à? Ông trừ thêm tiền vì tội láo bây giờ. Mau dọn đi. Mai bà bảo mấy đứa giúp việc nghỉ hết đi. Nuôi chỉ tốn cơm, không được tích sự gì. Bảo chúng nó nghỉ thì ai làm? Bà với hai thằng quý tử làm chứ ai làm nữa. Phải tự làm việc nhà đi, tránh lãng phí. Anh cả, anh có nhà không vậy? Thôi chết, lại thằng Út sang vay tiền đấy. Bực cả mình. Bà bảo tôi không có nhà, nếu nó vay tiền thì bảo không có nhé. Xin lỗi, đây là chỗ của mấy vị khách. Mời ông ngồi xuống chiếu bên cạnh ạ. Hả? Khách nào? Dạ, mấy ông bà làng bên vừa cung cho đình làng đôi hạt bằng đồng kia ạ. À, hóa ra là vì đôi hạt đồng mà bên trọng bên khinh thế hả? Tiền à, tôi không thiếu. Vì chứ quyên góp, công đức, tôi cũng làm được. Ôi, cái hôm lờ mà giờ dám hào phóng chi tiêu hầu bao thế cơ à? Ừ, đúng đấy, vua bủn xỉn. Thế này sắp có bão to rồi. Cứ phải nói già lên cho thiên hạ thấy. Ông xem, làng mình có cần làm từ thiện gì không? Ồ, thiếu gì cái có thể làm. Thì ông cứ nói, tôi có thể làm mà. Ông thật đáng tuyên dương, nhưng mà sẽ tốn tiền lắm đấy ông bạn ạ. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra, miễn là được tiếng. Kia có phải người nhà ông không? Đúng là vợ con tôi, em trai tôi. Thì sao? Ông nói nhà ông lắm tiền nhiều của, mà sao vợ con ông ăn mặc rách rưới vậy? Thế này chắc gì ở nhà đã được bữa cơm no bụng. Cả người em trai của ông kìa, sao trông anh ta đói khổ thế kia? Tôi... Hãy giúp đỡ anh chị em, họ hàng của ông trước. Những người đó còn khốn khó hơn chúng tôi nhiều. Rồi sau đó hãy tính đến chuyện mở trường học, mở phòng mạch cho người nghèo. Với con người như ông làm từ thiện, hãy bắt đầu từ nhà mình trước, giúp đỡ và yêu thương những người thân. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.